Ê, đi cùng tao. Ai mà lại kiếm tao thì nói là tao không có đây nghe, nhớ nha. Ủa mà con cá đâu rồi? Tôi mới thấy nó chạy vô đây nè. Mày ra đây coi cá. Nè, anh là ai? Xuyên nhà tôi. Đừng có quan tâm tôi. Nó đâu, kêu nó ra. Không, không cá nào đây hết. À, giấu đúng không? Không kêu cái gì. Được rồi, tôi ăn giả đây luôn. Ngồi đây luôn nè. Ơ, cá. Cái gì á? Đã nói là hết hàng rồi. Mà, hàng gì? Ê, đừng nói với tao là mày bán hàng cầm đúng không? Không hả? Nó không chịu bán kem cho tôi. Kem gì? Đây nè, còn con hũ mà. Bán cái gì mà biết? Ủa, chỉ là hộp kem thôi mà. Làm gì hai người giành giật dữ vậy? Có cái này thôi hả? Đây, cho mày thử nè. Đó, coi đi. Ê mà sao mày có bà bố vậy mày không chỉ tao? Mà cái này là gì vậy? Cái này á là body truyền trắng 3D với tinh chất dưỡng trắng từ da mặt, sẽ giúp da của mình á trắng, mịn màng, thơm tho mà chống nắng cực kỳ tốt luôn. Cho nên mới cháy hàng đó, chưa kịp giới thiệu mày. Xong rồi, thêm một người nữa rồi. Vậy mày bán cái đó cho tao đi. Ê, bậy rồi đó, tôi mua trước. Tôi là bạn thân nó, tôi có quyền. Ủa kệ cô, tôi phải dí theo nó mấy chục cây tới đây, bây giờ tự nhiên cái cô đồ mua trước. Ê, cá. Rồi xong, nó chạy mất rồi. Giờ sao?